Today's the day. Your mom is coming over to meet my dad. What? Don't worry about it. I'll make sure he changes just for today, okay? Don't worry, don't worry. I'll pick you guys up in about 15 minutes, okay? Okay. I'll see you in a bit. Bye. I love you too. Trời ơi, hồi sáng tới giờ không thấy ba đâu vậy? Ba ơi, ba! Ba! Má ơi, má! Má! Trái nhà! Trái nhà! Hả? Trời ơi, trái nhà! Trời ơi, trái nhà hả? Trời ơi, trái nhà ở đâu vậy? Trời ơi, trái nhà! Ủa gì kỳ á? Nhà người ta trái, người ta vẫn cười à? Trái nhà! Ủa? Coi con, trái nhà đâu vậy con? Tắt rồi. Ủa sao tắt? Ba vừa dậy là nó tắt liền à. Quỷ sứ. Chọc hoài à, giận á. Ba đừng có giận ba. Không, giận á. Ba đừng có giận mà. Không, giận á. Ba gì? I love you. Phải vậy đó. Ba nói con nghe nè, cô đừng có chọc ba nha. Ba bị bệnh tim mà tim thòng nữa. Đừng chọc ba chết ba nha con. Dạ, biết rồi. Dạ. Trời ơi, tướng ba ngồi sao đẹp quá vậy? Tướng ba ngồi đẹp không con? Không biết sao mỗi lần ba ngồi đó, cái mông ba nằm ở Sydney, ngực nằm ở Melbourne. Ba, sao con? Ba có nhớ hôm nay là ngày gì không? Ý ba nhớ chứ, ngày hôm nay ba có hẹn. Hẹn đi nối lông mi. Trời ơi, ba không phải ba ơi, giờ này mày còn lông mi. Ủa lông sao vậy con? Bữa nay á, ba có hẹn gặp mẹ của Linda. Bạn gái con nó cho hai người biết mặt nhau. Trời ơi, thôi chết, ba quên rồi. Cô chờ ba chút xíu nha. Ba đi đâu vậy? Ba đi make up. Ba ngồi xuống giùm con ba. Cái gì nữa? Mệt ghê à. Ba à, bữa nay đặc biệt ngày hôm nay. Ba ráng giùm con ba. Ráng sao con? Ráng ba đừng có bỏ make up được không ba? Trời ơi, không được đâu con ơi. Phụ nữ từng tuổi này mà không make up á, ra đường giống như trần truồng vậy đó con. Trời ơi, ba, năn nỉ ba mà ba. Nghĩ gì thôi ghê quá. Bữa nay ba ráng gồng cứng giùm con được không ba? Ráng gồng hôm nay hả? Gồng vậy? Dễ ợt, gồng thì gồng. Look what? Look at your pinky. Hả? Không con trai cái ngón tay út nào nó cong lên vậy đâu. Ủa? Vậy hả con? Cong vô như vậy nè. Cong vô vậy cầm cứng thì cứng hả con? Gồng cứng giùm con ba. Trời tưởng sao dễ ợt. Đó. Giúp đỡ con ba. Được rồi. Đi con được lấy vợ. Tôi nghe nói lấy vợ tôi nổi da gà vậy má ơi. Trời ơi thôi con ơi, ba sợ quá, ba sợ chữ lấy vợ quá con. Ừ, ba nổi gà sao rồi đó, ba lấy má được. Trời ơi con lại nhắc cái nỗi đau dịu dàng của ba lần thứ nhất rồi đó con. Con biết sao không, hồi đó ông bà nội đó, có mình ba là con trai duy nhất thôi. Mà khổ nổi tôi không phải trai thẳng, mà là trai quẹo. Mà ông bà nội đâu có biết đâu, bắt phải lấy vợ. Cho nên vì chữ hiếu ba phải lấy vợ chứ biết sao giờ con. Ủa ba? Gì? Như ba như vậy nè ha. Rồi ba lấy mẹ. Con ở đâu chui ra ba? Cái thằng quỷ, cho mày học tới giờ này mày không biết ở đâu mà chui ra anh hả? Không phải ba, chỉ con muốn nói á, ba như vậy nè. Rồi ba với mẹ. Trời đất ơi, hú hồn. Trời ơi, nhắc cái nỗi đau dịu dàng lần thứ ba nữa rồi. Trời ơi, ba nói thiệt với con nha, mỗi lần nhắc cái vụ đó, cái đêm động phòng đó con, là cái đêm khủng khiếp nhất cuộc đời của ba đó con. Trời ơi, đêm động phòng mình đâu dám bước vô phòng đâu. Ông bà già đẩy vô hoài à. Mẹ lén lén uống 12 lon bồ củng luôn. Bước vô phòng thấy má con nằm dài ở giường á, ba nổi da gà luôn vậy nè. Ba lập tức tắt đèn leo lên giường nằm kế bên má con. Trời nói ra xấu hổ ghê. Nằm kế bên vợ mà phải nghĩ tới mặt một người khác. Mặt ai ba? Mặt Việt Thảo. Đó, nhờ như vậy á, 9 tháng 10 ngày 12 tiếng 65 giây lồi ra mày đó mày. Wow, ba nhớ kỹ quá ba. Nhớ kỹ sao không kỹ con? Đó là lần đầu tiên và cũng lần cuối cùng đó con. Sau đó mẹ có biết là ba vậy không? Trời ơi, thú thiệt với quý vị nha, tôi lấy bả rồi tôi gồng gần chết luôn á. Gồng cả năm trời luôn á. Thấy ba mặc áo đầm mình thèm gần chết luôn á. Có bữa ba đi vắng, tôi mới lén lấy áo đầm tôi mặc. Đi tới đi lui đã rồi chết đâu ba về bắt gặp. Rồi từ đó ba để cho má con lấy chồng. Ba ở dậy nuôi con đó con. Ba. Gì? Má đã lấy chồng khác rồi. Hay là ba try thử lấy vợ khác coi. Trời, thôi chết con ơi, không được đâu con ơi. Ba như vậy hình như từ hồi nhỏ rồi đó con.
Trời ơi, mới 6 tuổi à. Con trai thường thì thích chơi tạc lon, đá cầu. Ba không thích chơi đó, chơi khác con ơi. Chứ ba thích chơi cái gì? Mua đũa, nhảy dây. Đó, rồi lên 17 tuổi ba biết chắc ba không thích con gái con. Sao ba? Có một bữa ba đi học ba đạp xe đạp đó con. Dạ. Rồi nhỏ nhỏ liễu lé kéo bên nhà ba nó mời ba lắm. Nó đâu biết ba vậy đâu. Nó giang xe ba chở đi. Trời ơi, tôi chở đi như vậy nè. Mà nó cứ ngồi xanh cứ cả hoài. Ba chịu không nổi, ba thắng lại con. Hả? Sao ba thắng? Ba thắng lại ba ối. Trời ơi, uổng quá ba. Sao giờ bởi uổng gì? Ba, cái đó hay đó ba. Sao hay? Ngày mai á, con đi mua một chiếc xe đạp. Chứ con chở Linh đi vòng chơi ha. Chứ Linh đang ngồi đằng sau lưng con. Trời ơi, Linh đang làm vậy nè. Làm vậy nè. Mà con bảo đảm con không có ói đâu ba. Bảo đảm mày không ói. Mà Linh đa nó ói. Sao Linh đa ói? Trời ơi, trai gái mà cứ vậy quầy vậy hoài thì có bầu ốm ngán như sao con. Trời đất ơi, mày đừng chơi kiểu đó nữa nha. Ê, thôi chết rồi ba. Cái gì? Con phải đi rước mẹ Linh đa. Đi đâu? Đi rước mẹ Linh đa. Đi lẹ lẹ đi con. Bà nhớ gồng cứng giùm con nha ba. Bảo đảm cho con. Dạ. Để nhà bà tập cho được rồi. Dạ. Đừng đi. Đừng đi nha. Tội nghiệp hai cha con à. Có mình nói là con trai nên mình phải làm chiều nó chứ sao bây giờ. Giờ đi cứng đi sao vậy trời. Rồi đàn trai mà không biết đi cứng sao hết. Có gì kỳ nhá. Tôi đi tới hai len luôn. Đi một len thôi nha. Sao gồng cứng khó quá. Thôi vô trong thay đồ. Đừng cường nha. Anh ơi, anh có sure là hôm nay bố anh có thể mê anh chị em không? Sure. Chắc chắn nha. Chắc chắn. Anh chờ đây, em đi kêu má. Ok. Má mi ơi. Ôi, má đây, má đây. Trời ơi. Dạ, chào cô. Trời đất ơi. Trời đất ơi, trời ơi, con ơi, nhà con thôi mà. Dễ thương quá vậy con. Trời ơi, có nhà nè. Trời trưng bày đẹp ơi là đẹp, coi màu sắc quá trời lộng lẫy. Trời có cái ghế màu cam, trời ơi rực rỡ quá ha con. Trời cái ghế, trời coi trời cái ghế này đẹp quá, lạ quá con ơi. Cái ghế được nghe, người ta mà cái tướng dài kỳ lắm nghe, cái lưng dài thòn mà chân ngắn ngủn à. Kỳ quá trời có đất à. Trời ơi còn đèn ngủ màu hồng nữa chứ trời ơi con ơi. Cái đèn ngủ này, cái này nè, cái trên này nè, cái chụp này nè, y như cái áo đầm của cô vậy đó. Có cái áo đầm y chang vậy đó, trời coi nè, y chang cô nha, hai cái chân thẳng kêu là cô đó nghe con. Nhà ơi, nhà con ai design màu sắc như vậy má con hả? Dạ ba con. Hả? Mướn người interior design. À vậy hả, design hả? Trời ơi, nhà trời ơi. Ủa sao kỳ vậy con, nhà con sao keo toàn toàn con trai không là sao vậy? Ba cũng thích coi này lắm. Ba cũng thích coi này lắm hả? Trời ơi, tướng này giống cô cách đây 30 năm về trước đó nghe con. Nghe má nói nè, con với Andy hai đứa thương nhau. Sao? Please, anh là Andy. Còn con thì là Linh Đà. Má cứ gọi Linh Đà như vậy kỳ quá không? Quen rồi gọi cho nó thuận chứ gì. Andy, Linh Đà, tôi dài quá vậy trơn. Trời ơi, vậy ha. Sao nãy giờ vô nhà mà không ngồi? Đà, dạ. ngồi, có. Đi, có ngồi. Dạ. Tự nhiên là nhà của con vậy đó. Dạ, hai đứa tụi bay thương. Trời ơi, sao mà tao là má tụi bay mà sao tao lúc nào người tao nó cứ rần rần mà tụi bay sao coi kìa. Thương nhau 50 năm, 2005 rồi. Like tui sốt đâu, gặp nhau là phải vớt liền. Trai gái gì đâu, nhưng ngồi cách xa quá coi không được. Đi, qua cả ngồi cạnh Đà coi. Dạ, không sao, không sao nghe cô, không sao. Thằng này là sao kỳ trời, kêu nó qua nó ngồi cạnh con gái nó không sao, làm như nó bóng sao trời. Đó, được đó, dễ thương không, cái vậy mà được chứ. Đà, xuống nước rót mời anh Đi uống đi con. Hả? Đây là nhà của Andy mà, đâu phải nhà mình đâu. Nhà con cô. Cô quên. Cô có cái tật kỳ lắm, cái gì của ta cô tưởng của cô không à. Còn cái gì của cô thì chắc chắn là của cô không ai lấy được nghe. Thôi, cô tự cô ngồi. Trời ơi, tướng tá gì kỳ lưng về thòn. Cô ngồi cô sang không con? Dạ sang. Hôm nay ha, cô tới đây đó. Cô chờ. Ôi trời đất ơi. Nãy giờ tôi nói nhiều quá, tôi biết tôi tới đây tôi làm gì vậy trời. Ủa? Má ơi, hôm nay má tới để gặp mặt bố của Andy. Để cho hai gia đình có thể gặp mặt. Má quên rồi hả? Má không có quên đâu con à. Đúng rồi, hôm nay là gặp ba mặt đi. Để nói chuyện đúng không? Dạ. Ủa? Con, ba dạ. Đâu nãy giờ xong thấy xuất hiện nha con. Dạ, chắc ba cũng đang sửa soạn. Hả? Cái gì? Trời ơi, nãy giờ tới đây nửa tiếng đồng hồ rồi mà đàn ông như sửa soạn như đàn bà vậy trời. Ba con không có đàn bà đâu. Hả? Ba con men dữ lắm. Men lắm hả? Dạ men lắm. Cô thích men. Để con kêu ba con nha. Vô kêu hả? Trời đất ơi. Thằng này nó sao nó làm như something wrong vậy ta? Nó bị cái gì làm như... No. Không có gì đâu mà. Không có gì hả xã? Dạ. Trời. Dạ. Dạ. Ba con ra. Ba con ra. Ba con ra. Làm gì la lẹ quá vậy con.
ba cũng đã bún thuốc men ơi là men vậy đó. Dạ dạ thưa ông anh sao vậy? Dạ thưa ba đì. Dạ chị. Tôi xin giới thiệu, tôi là má đà. Hôm nay qua gặp ba đì. Coi như má đà với ba đì gặp gỡ nhau. Dạ xin bắt tay. Bắt tay chị. Dạ. Vậy? Sao vậy? Một cô lỡ tay sao vậy? Không phải, tại tôi có một tay, tôi có một nhọt. Dạ. Ơi. Hả? Không phải tôi ăn xoài nhiều quá, bột nhọt nhiều. Ngon phải từ từ. Ba đì đã quá con ơi, cái tướng mà con dày cái là cô chịu liền vậy đó. Dạ, tụi con xin phép nha. Cô ở đây ngồi nói chuyện với ba con đi. Hai đứa con ra ngoài chơi. Ôi trời đất ơi, giờ này nắng đi đâu chơi chi vậy con? Đi đi bướng xe đạp. Tại ơi. Bướng xe đạp làm gì, tự nhiên nhà đường dốc không bướng xe đạp chi con? Dạ, vui lắm cô. Ủa anh, dù gì ấy, cái này là cái gì? Lát nói biết. Quỷ quái. Tại là like. Từ từ thôi nha con. Cái gì đó, gì đó, gì đó. Gì? Bà rắn, nữa nha. Gì? Cũng cứng nha ba. Bảo đảm cho mày, cứng ngắt luôn. Má ơi, nhớ nha, nhà này á là nhà của người ta, không phải nhà mình đâu. Má biết rồi, nhà này là nhà người ta, nhưng mà bên đó không chừng lát nữa là của má đó nha. Trời đã quá trời. Dạ. Mời ông anh ngồi. Lộn nhà ông anh. Dạ, chào ngồi. Hồi xưa tôi nhảy đầm hay lắm. Dạ. Tôi vô nhảy chân nhảy mà chị. Ồ dạ dạ. Mê gái lắm. Ồ mê gái dạ. Hên quá. Dạ trời ơi dạ. Ông anh ơi. Nói này không phải khen nghe. Không phải khen nghe. Dạ. Nhà vậy có hai cho con mà sao tôi thấy nó gọn gàng quá Ồ cảm ơn chị. Dạ nó sạch sẽ quá Ồ cảm ơn chị. Dạ nó bóng ơi là bóng luôn nha. Dạ cảm ơn chị. Ai bóng? Dạ. Ai bóng? Tôi nói là đây nè, lau nhà lau cửa bóng á mà. Trời ơi, hú hồn tưởng nói mình. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ trước lạ sao quen. Dạ. Cho nó dễ xưng hô dạ. Dạ. Xin lỗi, ông anh tên chi? Dạ, tôi tên Trần Ánh Dung. Không phải. Tôi tên là Trần Ánh Dũng. Tôi men lắm, chị men lắm. Dạ, trời ơi, tôi nghe lộn mới đầu tưởng Trần Ánh Dung chứ ai ngờ Trần Anh Dũng là được đó. Dạ. Dạ. Tôi nói anh nghe vậy nghe. Dạ. Coi như là thằng Đì nhà anh. Dạ. Với con Đà nhà tôi. Dạ. Hai đứa trai gái lớn lên yêu nhau là chuyện bình thường đúng không? Dạ, anh? Đúng vậy. Cũng dạ. Giống như trai với trai thương nhau cũng bình thường thôi. Hả? Hả? Không có. Trai phải trai mặt mới có bồ. Dạ, lộn dạ, sớm dạ. Bể. Quên. Chị uống nước không? Nãy giờ xin lỗi vô nhà mà không mời chị. Chị dùng gì? Dạ anh uống nước dạ, nha. Dạ dạ anh cho tôi xin. Không mấy ăn sư sáo sư sa cho tốt da nha. Hay là ăn chè sư sáo lượng nha. Hay là bún bò Huế tôi mới nấu ngon lắm nha. Dạ không không. Không nấu bún bò Huế khéo lắm mà. Dạ biết rồi. Ôi giời đó, quên lộn quá. Dạ. Ông anh ơi, mới gặp lần đầu hay là anh cho tôi xin gì uống nhẹ nhẹ thôi chẳng hạn dạ. Như cho tôi chai bia được không anh? Mẹ gặp thứ dữ rồi. Được. Tại lần đầu tiên gặp chai bia đó chứ dạ. Quen mấy lần sau là tôi đòi XO luôn đó nha. Thôi được rồi. Uống nhẹ cho anh đỡ sốc. Dạ. Dạ. Dạ chị thích tôi chịu. Dạ dạ. Tôi đi liền chị. Ý quên. Cha này làm vô bối rối gì đâu nha. Chắc điệu thì thấy mình đẹp quá là sững sờ đây nè, tính ra hồi ra dê mình đây nè. Dạ. Mình là biết liền à. Dạ có nhà tôi con trai đàn ông nào con trai mà. Dạ. Uống bia không mà nhưng mà tại mình quá uống quá đi hôm nay khan tiếng. Dạ dạ dạ. Dạ mời chị. Rồi anh. Dạ đây trời đất ơi. Mở luôn chai này anh. Chi vậy? Hả? Sao? Tôi với anh uống cho nó vui. Không. Hả? Tôi ăn chè. Vậy? Ăn chè hả? Cho nó mát. Qua tôi uống quá, uống kết này hết kết nọ, nóng quá uống chè cho mát. Trời ơi, đàn ông mà hảo ngọt là mê gái lắm đó nha. Dạ. Mê. Dạ, vô anh, dạ. vô. Dạ. Trời ơi. Anh ơi. Hả? Đi đường khác uống nó đã quá anh ơi. Dạ vậy ha, thôi giờ mình nói chuyện với nhau. Dạ. Cho mình hiểu nhau thêm anh biết không? Dạ. Tôi thú thật với anh đó. Sao chị? Tôi á. Trời ơi, làm như uống con chai bia nó nửa bao tử anh. Thôi tôi chơi thêm chai này cho nó đã nghe anh. Vô. Dạ.
tâm sự rồi đó. Dạ, dạ. Sao chị? Anh ơi. Ừ. Cái bi anh làm như nó nặng sao tự nhiên tôi thấy chán dán anh ơi. Đúng rồi. Thấy người làm như nó rần rần anh ơi. Thôi, chị đừng nói tôi là chị xỉn rồi nha. Hả? Mày ngon, mày ngon, mày ngon. Đó, đừng chọc quê tôi nha. Mày ngon, mày ngon. Thử tôi coi tôi xỉn không phải không? À. Nè, giờ xỉn nha. Bốn ngón tay phải không? Thôi trời. Anh xin lỗi anh nha. Anh ngồi chỗ nào tôi thấy bốn cái mặt, 1, 2, 3, 4 cái mặt anh. Thế tôi ngồi ngay đây nè chị ơi, mặt tôi một đống cái nào mình tôi à. À đó, trời ơi. Nó phải khen nha. Đàn ông gì mà da láng đẹp như da đàn bà vậy. Cảm ơn chị, đem nào sức kem má. Hả? À, không, 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 tôi kỹ da lắm, tối nào cũng xức lotion rồi, đánh răng mà kem đó. À, dạ. Ờ, vậy đi ha, thôi. Sao chị? Tâm sự với ông anh vậy. Dạ. Tôi thì tôi có mịn Linda đó. Đó. Có mình mà để bên đây. Dạ. Đó, rồi coi như mẹ con tôi sống với nhau nuôi từ nhỏ tới lớn tới giờ. Dạ. Đó. Thôi, có chừng đụng. Đó mà anh biết, cho nên tôi thương con Linda. Thôi đừng để đây. Dạ chị thông cảm. Cha này làm bộ hoài. Ừ. Tôi con gái tới tôi hay giết. Tôi chặt liền rồi, chị đừng có vũ. Giết rồi làm bộ hoài à. À. Dạ. Chưa vô trung tâm đó. Trung tâm cứ để nguyên cho mình coi. Rồi. Nè, dạ. Nó mặt ngang vậy biết không? Dạ. Đời tôi nó khổ lắm. Khổ lắm hả chị? Eo le lắm ông anh ơi. Ồ, vậy à. Tâm sự ông anh ngang vậy ha. Ừ. Đời tôi vậy nè. Khi giờ biết yêu tôi đã vội yêu nhiều người. Trời ơi. Trời ơi, ghê này mà không tưởng tôi chết liền. Tôi yêu nhiều người quá nên tôi khổ anh ơi. Ờ, tôi hiểu. Mà tôi yêu toàn dân chơi không à. Ủa vậy hả chị? Trời ơi, nhưng mà tôi yêu dân chơi nhưng mà tôi không bao giờ lấy dân chơi đó. Lấy dân chơi khổ sao anh? Tôi lấy con nhà lành. Đó. Cái tôi gặp bang Linda, tới đây trắng như ông anh vậy nghe. Ủa? Mà cũng sáng sủa như ông anh vậy đó mà được cái hiền, tôi vớt liền ông anh. Trời ơi, quá chị. Vớt liền về bẻ Linda liền ông anh. Đó, chị may mắn lắm đó nha. May mắn lắm nha, bạn bè cùng thời với tôi lấy chồng đứa nào cũng chồng con bồ bịch bồ nhí tùm lum riêng ông chồng tôi nghe. Ra đường nó giục con gái vô ông quăng ra, giục con gái vô ông quăng ra. Trời ơi, chị thật may mắn nha. Lấy chồng mà chồng mới vợ chị may mắn lắm. May mắn đó, xong cùng bữa nọ sống với nhau khoảng 1 năm rồi đó, ông mời tôi đi ăn. Sao ăn chị? Xong một bữa rồi ông mới nói ông xin phép tôi. Ông được bỏ căn nhà đi để ông làm lại cuộc đời. Con thấy chưa, nói lù khù giác luôn chạy nào ông thấy. Thì chết, đòi cưới vợ bé phải không? Trời ơi, cưới vợ bé nói chi đây cho đòi cưới chồng bé. Cái gì vậy ông anh? Trời ơi, đó ông anh làm gì ông anh hết hồn vậy? Bởi vì ngồi xuống đây tôi nói chuyện cho nghe nè, ông đòi cưới chồng bé. Không lẽ bạn mình. Trời ơi, nghĩ coi được không? Trời ơi, hồi lúc mà ở với tôi nghe tôi nói bạn bè tôi á, tôi nói chồng con nó mèo chuột tùm lum, có mình chả không mèo chuột, đưa gái cho bà cái đẩy ra này, mình tưởng mình có phước ai ngờ cha. Trời ơi, cha về, cha về, chịu đời nổi mày. Trời ơi, tôi hỏi cha cho nói gì, cha thương ba má chả chứ phải lấy tôi để con nói giỏi trong đường, chịu đời nói gạt tôi, chịu đời nói không. Trời, tôi khủng hoảng quá. Anh biết đáng lý là mình phụ nữ mà mình cưới một người đàn ông về đây mình vừa dẫm anh biết không? Tôi nhiên tôi cưới ngay chị em phụ nữ chứ chị em phụ nữ về làm gì? Thôi bà ơi. Hả? Bà nói nhiều quá. À. Sao vậy? Tôi nói thiệt với bà nha, bà khổ một người ta khổ mười á. Sao vậy? Ở với bà phía gồng cứng ngắc rồi sao người ta chịu nổi. Hả? Gồng quầy gãy lưng sao? Bà khổ thì khổ vừa phải thôi chứ. Rồi đưa tôi hiểu hoàn cảnh này lắm. Tôi trải qua hết rồi. Mê tôi tỉnh vậy trời. Ôi, sao nãy vô cứng ngắc giờ mềm xèo lỏng le cha. Không có đâu. Tại vì bà chị uống rượu hơi xài. Vậy hả? Nên thấy cái chỗ tôi hơi nhão nhão nữa. À vậy hả? Trời vậy hả? Nói chuyện manh vậy tôi khổ quá manh. Tôi nói thiệt với chị, tôi nổi tiếng á. Nổi tiếng sao? Người ta sát thủ tôi sát gái đó. Đó, tôi biết liền là bởi vậy tôi có câu thơ tặng anh nha. Trai đẹp mà không dê là trai bê đê. À. Trai đẹp mà không bê đê thì máu dê nó lên tới tận đầu. À. Đúng. Ông anh đẹp trai mà men như vậy, tôi nói thiệt nghe, trời là dê gái là số 1 rồi đúng không? Giống như chị mà mình tôi 4 5 đứa gái kế bên tôi á. Vậy hả? Cho tôi biết vậy, bởi giờ tôi nói anh nghe thôi giờ. Quen biết vậy thôi hả anh vậy? Bây giờ tâm sự thiếu anh nghe vậy. Đó. Nó khổ quá. Thì tôi nuôi lớn con Linda thì con Linda cũng thương á. Bây giờ tôi gặp thằng Đi, tôi thấy hiền lành tôi cười. Mà khi thương nó vậy thì hai đứa bây giờ muốn. Thôi đi má. Hả? Từ tôi gồng nãy giờ muốn gãy lưng luôn nè. Trời ơi, bạn gái nhưng mà đừng rần rần đập tay cái giữa tôi mà ghê luôn à. Trời đất ơi, mệt ghê à. Cái gì vậy? Gì? Tôi với chồng bà cùng hệ nữa má. Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, nói gì vậy? Sao vậy? Tôi Nguyễn Thị. Hả? Ờ. Té ra. Tôi chết nữa rồi, hèn chi nãy giờ tôi nghi lắm mà. Nhà cửa màu sắc vậy trời, tướng tá vậy trời ơi. Đi ơi, đi, đà ơi, đà. Vô đây trời đất ơi. Nè, con vô đây. Tại sao con gạt cô?
Tại sao con gạt bom hả? Ba con là tay anh chị, tại sao con nói? Ê, bà chị đừng nói quá đáng nha. Nãy giờ tôi làm gì tôi là tay anh chị. Chứ không phải tay anh chị, ai vừa anh vừa chị là tay anh chị với con nữa. Con nghĩ sao vậy? Con ít ra con phải nói cho cô biết trước chứ. Tình huống làm sao con nói cho cô ứng xử chứ? Nãy giờ trời con chất vớt, con vô con quất ba con quá trời làm gì con quê quá. Tao thiệt mày, tao thi hoa hậu mà ứng xử mày tao rớt rồi mày biết không? Quê quá, mày làm tao quê quá thì ơi trời ơi. Cô. Trời ơi sao giờ con? Con xin lỗi cô. Sorry. Đừng ba. Đừng lại ba, con ba sợ quá. Con nó giận ba gồng cứng giùm con mà ba làm cái gì vậy? Ba cũng đang gồng. Sống riêng của con thì con cũng phải cho ba cái cuộc sống riêng của ba chứ, con đừng có la ba sợ lắm. Ba, xin lỗi ba. Giận á. Ba, con cũng giận mà. Con hiểu rồi. Con. Hả? Cho con xin giới thiệu một lần nữa. Gì? Đây là ba của con. À. Và cũng là mẹ của con luôn. Dạ, tôi chào chị. Khỏi mất công gồng nữa. Thôi, chẳng thà vậy đi. Thay vì có anh xui, giờ có chị xui với làm gì đâu giấu. Đó. Để đâu vậy nè, ba con á, tay anh chị thôi bỏ qua bên đi. Giờ cô hỏi con có phải tay anh chị không? Không có đâu mom, con bảo đảm đó. Trời ơi, làm sao mà con biết, làm sao con bảo đảm này không phải tay anh chị? Thì con chắc rồi. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Linh đó. Như xe đạp đó. Andy ngồi đằng trước, còn con ngồi đằng sau. Rồi con có hình vậy nè. Mà ảnh đâu có ái đâu. Đó. Con trai tôi mà. Hết hồn hết vía, tưởng gì thôi được rồi. Hai đứa còn nhỏ học hành xong rồi muốn check gì check nghe chưa? Dạ. Nè còn anh xôi. Gì đó. Đi theo tôi. Trời ơi, được thôi đi bà ơi. Gì sợ vậy? Lắm. Sợ gì, shopping đang sale áo đầm rẻ quá trời. Theo tôi sắm mỗi bàn cái mặt nè. Trời ơi, nãy giờ không nói sớm đi sắm áo đầm nha má. Đi mau. Phơ vậy là nổi. Không phải bà, nó đi highlight. Highlight là sao? Nó đi nhuộm chỗ trắng chỗ đen đó. À vậy hả? Mà bữa cái tiệm nó ế quá hay sao, nó tặng làm sao nhuộm trắng nguyên cái đầu luôn à. Vậy hả? Vậy là coi như người yêu của anh là trắng toàn thân. Trắng toàn thân. Nhưng tôi biết có chỗ đen. Không, quý vị không biết nè.